tháng 12. Làm full bộ nội thái cho Rebel 250 tại tiệm sửa xe khách. Xe này nồi cũ chạy bị tuột nồi nha. Tuột nồi hao xăng không bốc nha em. Honda Rebel 250. Anh em nào chạy Rebel 250 bị tuột nồi qua tiệm xe Khánh ha. Tới địa chỉ 462/15/3/2 phường 2 quận 10. Khánh nhận làm full nồi thái cho anh em, bao tuột nha anh em. Bóc con nhẹ ha, vô số nhẹ. Thay giấc cũ rồi vô. Thay giấc mới. Mới luôn đi, đậu mới cũ là đã về xả rồi. Anh em nào chạy Rebel 250, LA 250, Custom 250 cứ qua tiệm xe Khánh nè. Khánh nhận làm full nồi cho anh em. Mua xe nó tải lên hết. Này nó có con lít mấy à? Làm mà bao cho anh em ha. Cái chỗ anh em ở xa thì liên hệ số điện thoại 038 9910 535. Nồi làm bao nha anh em. Bao tuột cho anh em ha. Rồi, chào tất cả anh em.